Chào mừng các em đến với chương trình Quà tặng tuổi thơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trẻ em nào cũng cần có một gia đình, cần được sống trong tình yêu thương, quan tâm, chăm lo của cả cha và mẹ. Nhưng trên thực tế, không phải bạn nhỏ nào cũng may mắn có được điều đó. Nhiều bạn đã phải chịu cảnh mồ côi từ khi còn bé thơ. Mặc dù vậy, các bạn vẫn luôn cố gắng vươn lên, trở thành những con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội. Trong số đó, có các bạn nhỏ của làng trẻ em SOS Hải Phòng. Phần đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng đến thăm mái ấm SOS yêu thương của các bạn và cùng tìm hiểu xem dưới mái ấm này các bạn đã sống, học tập và vươn lên như thế nào nhé. Với những bạn nhỏ này, làng trẻ em SOS Hải Phòng chính là mái ấm yêu thương, nơi chia sẻ nhiều buồn vui và chắp cánh những ước mơ. Không được may mắn như bao chúng bạn cùng trang lứa, trước khi đến với mái ấm SOS, mỗi bạn có một hoàn cảnh riêng. Bạn mồ côi cha, bạn mồ côi mẹ, bạn thì cả cha và mẹ đều không còn. Nhiều bạn trở nên mặc cảm, sống thu mình, không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhưng SOS đã giúp các bạn xóa đi những mặc cảm, trở thành những cô bé, cậu bé cởi mở, tự tin, vui vẻ, hoạt bát như ngày nào. Đến với mái ấm SOS, các bạn được sống trong tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc của các mẹ, các dì và cán bộ nhân viên của làng. Đến với mái ấm SOS, các bạn được sống trong tình cảm gia đình chan chứa yêu thương, với những người mẹ tận tụy, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư để gắn bó cuộc đời mình với các bạn. Cũng chính từ nơi này, các bạn có những người anh, người chị, người em, dẫu không cùng huyết thống, nhưng đã dành cho nhau tình cảm không khác gì anh chị em ruột vậy. Để đáp lại tình cảm, tấm lòng, sự quan tâm của các mẹ, các dì và cán bộ nhân viên của làng, những gì mà gia đình SOS đã mang đến cho mình, nhiều bạn nhỏ nơi đây đã cố gắng học hành chăm chỉ, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Ngoài giờ học, các bạn cùng nhau giúp đỡ mẹ những công việc gia đình, tham gia lao động, làm những công việc phù hợp với sức mình để góp phần vào sự phát triển của làng, mang đến một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho đại gia đình SOS. Dưới mái ấm SOS Hải Phòng, các bạn không chỉ được nuôi dưỡng, chăm sóc mà còn học được nhiều bài học đáng quý, những bài học giúp các bạn nuôi dưỡng tâm hồn và hoàn thiện nhân cách. Trong đó, bài học lớn nhất là bài học về sự vươn lên, về tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống. Cùng với những bài học đáng quý đó, nhiều bạn đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện, trở thành những con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội, cho đất nước. Với các bạn, SOS Hải Phòng chính là mái ấm yêu thương, nơi chia sẻ nhiều buồn vui và chắp cánh cho những ước mơ của các bạn bay cao, bay xa. Các em đang theo dõi chương trình Quà tặng tuổi thơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Tiếp theo chương trình là mục Sách hay dành cho thiếu nhi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuốn sách Kỳ quan thiên nhiên của nhóm tác giả nước ngoài do dịch giả Phan Quế Dung dịch, được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng. Tác phẩm là món quà ý nghĩa và lý thú giúp chúng ta khám phá, tìm hiểu về những kỳ quan thiên nhiên, về thế giới quanh ta. Trong đó có những điều chúng ta đã được biết, nhưng cũng có những điều mà nhiều người trong chúng ta chưa từng được biết đến. Hãy cùng tìm hiểu về cuốn sách này các em nhé! Các nhà khoa học cho rằng vũ trụ của chúng ta đã được sinh ra bởi một vụ nổ khổng lồ gọi là Big Bang hay vụ nổ lớn vào khoảng 15 đến 20 tỷ năm về trước. Nhưng việc giải thích về sự ra đời của vũ trụ rất phức tạp và không phải tất cả các nhà khoa học đều có chung một quan điểm về việc này. Vậy đâu là giả thuyết phổ biến nhất về sự hình thành của vũ trụ? Câu trả lời sẽ có trong cuốn sách Kỳ quan thiên nhiên của nhóm tác giả nước ngoài, người dịch Phan Quế Dung. Cuốn sách được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về sự hình thành của vũ trụ, của dải ngân hà, thiên hà và các hành tinh như sao mộc, sao hỏa.
không chỉ giúp chúng ta tìm hiểu về sự hình thành của vũ trụ và các hành tinh, cuốn sách còn giúp chúng ta trả lời rất nhiều câu hỏi về thế giới tự nhiên xung quanh ta. Đọc cuốn sách này, chúng ta sẽ biết sự sống trên trái đất không bắt đầu ngay khi hành tinh này được hình thành, mà những dấu vết đầu tiên của sự sống xuất hiện trong lòng đại dương cách đây 800 triệu năm. Đọc cuốn sách này, chúng ta sẽ được tìm hiểu về những thác nước đặc biệt, những dòng thác đẹp nhất thế giới. Chúng ta sẽ được biết ở Venezuela có một địa điểm làm mê hồn người, một trong những cao nguyên nằm nhô lên khỏi rừng già và bị ngắt quãng bởi hàng trăm ngọn thác trải dài hàng km. Một trong số những ngọn thác ấy là thác Santo Angel. Cột nước khổng lồ này rộng khoảng 150 mét và cao tới 980 mét. Cũng qua cuốn sách này, chúng ta sẽ được biết về những loài thực vật sống cùng thời với khủng long như cây bạch quả, ngân hạnh đã từng sống ở thời đại khủng long cách chúng ta 150 triệu năm. Loài cây này vẫn tồn tại cho tới ngày nay và giữ nguyên hình dáng ban đầu. Người ta đã tìm thấy rất nhiều hóa thạch lá của cây bạch quả. Cuốn sách còn giúp chúng ta tìm hiểu về những loài cây của sa mạc như cây voi, cây baobab mini, những loài cây có hình dáng rất lạ. Và đặc biệt, chúng ta còn được biết về một loài cây 2.000 năm tuổi, đó chính là cây Wawichia ở sa mạc Namibi châu Phi. Nó bám chặt trên nền đất nhờ vào bộ rễ chắc khỏe cắm sâu trong lòng đất. Với những cái lá khô, trông nó giống như một chiếc lốp xe đã bị nổ tung. Cây Wawichia chỉ có hai lá, chúng cuốn vòng quanh trong nhiều thế kỷ. Còn rất nhiều điều lý thú khác về thế giới tự nhiên mà chúng ta có thể tìm hiểu, khám phá qua cuốn sách này. Chẳng hạn như về những đám mây. Nhắc đến mây, có lẽ nhiều bạn sẽ tự nhủ, mây thì có gì là lạ. Nhưng đọc cuốn sách này, nhiều bạn sẽ ngạc nhiên. Hóa ra, có rất nhiều dạng mây. Mây tích, mây vũ tích, mây trung tích, mây ti tầng, mây vũ tầng. Nếu chúng ta có sự hiểu biết về những đám mây và chịu khó quan sát, nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy mỗi đám mây một vẻ, một việc. Nhìn vào từng đám mây, chúng ta sẽ biết được thời tiết ra sao. Hàng trăm câu hỏi sẽ được giải đáp với rất nhiều kiến thức về thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta đã được các tác giả dụng công tìm hiểu, sưu tầm và mang đến qua cuốn sách Kỳ quan thiên nhiên. Cùng với những kiến thức, những thông tin đó là rất nhiều hình ảnh sinh động, lý thú về thế giới tự nhiên. Trong đó có nhiều hình ảnh mà chúng ta chưa được thấy bao giờ. Hãy đọc và cùng khám phá, mở rộng hiểu biết của mình về thế giới tự nhiên các bạn nhé. Những hiểu biết này không chỉ giúp ích cho các bạn trong các bài học mà còn giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống đấy các bạn ạ. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về cuốn sách Kỳ quan thiên nhiên. Hãy tìm đọc cuốn sách này để khám phá thêm nhiều điều về thiên nhiên, về thế giới quanh ta các em nhé. Còn bây giờ, mời các em cùng đến với một món quà âm nhạc mà Quà tặng tuổi thơ muốn dành tặng cho các em. Thế giới bình yên yêu.
em yêu quý, chương trình quà tặng tuổi thơ tuần này đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo.